Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin của chúng tôi. Còn nỗi đau nào hơn khi bản thân chính là người phát hiện ra xác chết của vợ mình? Rõ ràng lúc sáng vẫn còn đang ăn cơm cùng nhau, vậy mà giờ đây chị đã nằm im đó. Tại sao một gia đình vốn đang hạnh phúc bỗng chốc tan thương lại bao trùm như thế? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Đối với các điều tra viên lâu năm của Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã trực tiếp phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bắt hung thủ quy án. Có vụ án điều tra viên vừa vui mừng vì vạch trần hung thủ, nhưng cũng không khỏi day dứt vì có những kẻ sát nhân tuổi đời còn quá trẻ. Thượng tá Võ Văn Náo, Phó trưởng Công an huyện Bình Sơn vẫn day dứt về vụ án giết người cướp tài sản tại núi Dông Tranh Làng, thuộc thôn Bình Yên, xã Bình Khương, Bình Sơn. Một người phụ nữ bị hung thủ giết hại dã man, sau đó cướp tài sản. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ có mặt tại hiện trường điều tra, lực lượng Công an huyện Bình Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã bắt được hung thủ, làm sáng tỏ vụ án. Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 1, anh Võ Cho, sinh năm 1966, ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh, lo lắng vì vợ là chị Nguyễn Tú Hảo, sinh năm 1966, đi làm rẫy ở xã Bình Khương chưa thấy về. Chị Hảo và đứa con ruột là Võ Thanh Trọng, sinh năm 1993, lên rẫy thuộc núi Dông Tranh Làng dọn dẹp gốc mì để trồng vụ mới. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Trọng về nhà trước nấu cơm, chị Hảo ở lại tiếp tục làm. Nhưng mãi đến đêm khuya vẫn chưa thấy chị Hảo về. Anh Cho và các con đi tìm xung quanh xóm, lên rẫy mì cũng không thấy chị Hảo. Nghe tin, nhiều người thân của anh Cho đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi. Ba nhóm người sử dụng đèn pin chia ra các ngã tìm. Mãi đến 23 giờ, qua ánh sáng đèn pin, một số bà con của anh Cho phát hiện một xác người nằm úp nổi trên mặt hồ nước gần rẫy mì của vợ chồng anh Cho. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Bình Sơn, Công an tỉnh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường xảy ra án mạng. Qua khám nghiệm tử thi, phát hiện nạn nhân bị bóp cổ và đầu bị chấn thương nặng do bị vật cứng đập. Đôi bông tai vàng nạn nhân thường đeo bị mất. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Công tác xác minh, sàng lọc đối tượng nghi vấn trên địa bàn xã Bình Khương và Bình Minh được triển khai nhanh chóng, chặt chẽ. Gần 20 người dân có mặt tại núi Dông Tranh Làng vào buổi chiều hôm đó đều được lấy lời khai. Các đối tượng có tiền án, tiền sự ở các xã gần đó cũng đều được đưa vào diện điều tra, xác minh. Tuy nhiên, việc phá án trở nên khó khăn hơn khi các đối tượng này đều không liên quan. Lúc này, một tổ trinh sát nắm tình hình từ số trẻ em chăn bò, phát hiện cậu con trai chăn bò tên Huỳnh Khắc Thiện, sinh năm 1994 ở xã Bình Khương, bị trầy xước trên ngực. Huỳnh Khắc Thiện cho biết trong lúc trèo hái trái dừa thì bị trầy xước, có gì đó bất minh về vết xước trên ngực Thiện. Cán bộ kỹ thuật hình sự kiểm tra những vết xước, phát hiện vết xước không phải do leo cây dừa mà bị móng tay cào. Dần dần đấu tranh, khuôn mặt Thiện tái đi, nói lắp bắp. Các điều tra viên đã bắt đầu thở phào nhẹ nhõm khi hung thủ đã dần lộ diện. Hàng trăm người dân ở hai xã Bình Khương và Bình Minh bất ngờ khi biết kẻ giết chị Hảo để cướp tài sản chính là Huỳnh Khắc Thiện. Tuy còn trẻ nhưng Thiện đã sớm hư hỏng, không ít lần bỏ nhà đi hoang vài ngày. Trước đó, sau khi lấy trộm chiếc xe đạp tại một trường tiểu học ở xã Bình Khương, Thiện đã bị buộc thôi học. Sau khi nghỉ học, gia đình bắt lên rẫy ở núi Dông Tranh Làng chăn bò. Từ đây, Thiện quen với một số trẻ chăn bò, trong đó có con trai chị Hảo. Vì chăn bò chung, Thiện biết rõ chị Hảo đang giữ trong người nhiều tiền do vừa bán mì được 6 triệu đồng. Chị Hảo vừa trả nợ, chỉ còn trong người hơn 3 triệu. Vì gia đình rất nghèo, nhà ở tạm bợ, không có cửa, chị Hảo phải luôn kè ví tiền theo bên mình. Trong khi đó, gần đến Tết, Thiện muốn có tiền tiêu xài cho thỏa thích, đã nảy sinh ý định giết chị Hảo lấy tất cả số tiền trong ví. Buổi chiều ngày 7 tháng 1, Thiện không dắt bò về nhà như mọi khi, mà nhờ các đứa trẻ khác dắt bò về giùm. Thiện nấp vào một bụi rậm đợi trời tối ra tay. Khi chị Hảo chuẩn bị dắt xe đạp về nhà ở Bình Minh, bất ngờ Thiện lao đến đạp mạnh làm chị Hảo ngã chuối vào bụi, đồng thời phóng tới đè lên người chị Hảo. Một tay bóp chặt vào cổ họng, một tay túm tóc nạn nhân, đập đầu xuống đất liên hồi. Khi nạn nhân không còn cựa quậy, Thiện lục lạo khắp người lấy tiền nhưng không thấy. Do trong lúc giằng co, ví tiền có hơn 3 triệu đồng của chị Hảo văng vào bụi cây. Sau đó, Thiện kéo xác nạn nhân bỏ xuống một hồ nước gần đó. Về nhà, Thiện nói dối gia đình là đi thăm người bạn bị đau, rồi đi tắm rửa, ăn cơm, xem tivi như chẳng có gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, hắn còn chen lấn với hàng trăm người dân ở hai xã Bình Khương và Bình Minh để xem cơ quan công an khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.
hung thủ đã được vạch trần. Nhưng điều làm cho người dân ở huyện Bình Sơn không ngờ tới khi hung thủ có hành động ghê rợn lại là một đứa trẻ chăn bò. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án. Tiếp theo là vụ việc một người phụ nữ nhẫn tâm bỏ chồng và con của mình để chạy theo nhân tình, sau đó dùng xăng tự thiêu đốt chính mình cũng vì tên nhân tình này. Chi tiết của sự việc ra sao, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Những ngày qua, người dân ở thôn Bình Sậy, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành đều bất ngờ, thương xót trước vụ việc đau lòng người phụ nữ tự thiêu vừa mới xảy ra. Mọi người lặng lẽ đến thắp nén hương chia buồn, động viên người thân của nạn nhân vượt qua nỗi đau. Phảng phất trong sự tĩnh mịch của thôn nghèo là tiếng khóc ai oán, thê lương của người chồng tiễn vợ, người con tiễn mẹ cùng tiếng tụng kinh gõ mõ mong người đã khuất an nghỉ. Ngồi thẫn thờ như người mất hồn cạnh di ảnh vợ, anh Bùi Văn Đạt sinh năm 1966, chồng chị Đặng Thị Bình vẫn chưa thể tin nổi sự thật đau lòng rằng người vợ của mình lại chọn cách quyên sinh, bỏ lại bốn bố con anh chỉ vì mối quan hệ mập mờ. Trao đổi với phóng viên, anh Đạt cho biết mối quan hệ giữa hai vợ chồng anh lạnh nhạt nhiều năm nay do chị Bình lấy lý do đi làm xa, thường xuyên không có mặt ở nhà. Ngoài ra, cả hai không có mâu thuẫn gì. Khoảng 4 năm nay, Bình lấy lý do đi làm ăn xa, lúc thì ở Hà Nội, khi thì ở tỉnh lẻ nên thường xuyên không ở nhà. Có năm chỉ về một vài lần, mỗi lần chỉ ghé qua nhà một vài ngày là đi ngay. Khi vợ đi làm thì tôi không liên lạc được cho cô ấy, mà Bình cũng không gọi cho tôi. Lâu lâu Bình gọi nói chuyện với các con thôi. Lần Bình về nhà dịp gần nhất cách đây khoảng 7 tháng, vào dịp đám cưới con gái. Nhưng Bình cũng chỉ về duy nhất một ngày rồi đi luôn. Khi được công an thông tin về việc vợ đổ xăng tự thiêu, bố con tôi vô cùng bất ngờ và đau buồn. Hành động dại dột của vợ tôi đáng thương nhưng cũng đáng trách, anh Đạt buồn rầu chia sẻ. Nói về gia cảnh nạn nhân, ông Phạm Văn Hùng, trưởng thôn Bình Sậy cho biết, chị Bình không phải người gốc Thạch Sơn, chị là người xã khác, lấy chồng rồi chuyển về đây sinh sống. Gia đình chị Bình sống ở địa phương lâu nay không có điều tiếng gì. Chồng chị Bình là người chăm chỉ làm ăn, ba người con cũng ngoan ngoãn. Một cháu gái lớn mới lập gia đình năm 2021. Tuy nhiên, vài năm gần đây, chị Bình thường xuyên vắng nhà, rất ít khi xuất hiện ở địa phương. Tôi nghe nói là chị ấy đi làm ăn xa. Vụ việc vừa xảy ra với chị Bình khiến tôi rất bất ngờ, có phần đáng trách. Nhẽ ra chị ấy nên bình tĩnh và nghĩ cho chồng con, không nên hành động dại dột như vậy. Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7, chị Đặng Thị Bình, sinh năm 1979, trú tại thôn Bình Sậy, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, đi xe máy chở theo 4 căn xăng đến nhà anh Phạm Văn Tú, sinh năm 1976, trú tại thôn Văn Lương, xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành. Khi đến nhà anh Tú, chị Bình đổ xăng ra sân nhà thì vợ của anh Tú nhìn thấy, hô hoán có người đổ xăng ra sân. Bị phát hiện, chị Bình đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu. Gia đình anh Tú và người dân xung quanh đã tìm cách dập lửa. Sau khi dập được đám cháy, chị Bình đã bị bỏng toàn thân và trong tình trạng mê sản, được lực lượng chức năng và người dân đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành để cấp cứu. Nhưng do vết bỏng quá nặng, chị Bình tử vong tại bệnh viện. Tại hiện trường, chị Bình để lại một bức thư tuyệt mệnh với nội dung trách móc anh Tú vì hai người từng có thời gian qua lại tình cảm. Chị hy sinh nhiều vì anh, nhưng anh Tú giờ đây xa lánh, lạnh nhạt với chị. Vụ việc hiện đang được công an huyện Thạch Thành xác minh làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!